xóm làm gì ồn ào à. Trời ơi, cha con ông là ông làng làng hết á. Khoai, sao chưa thấy mặt con? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nha. Chắc con không ăn sáng được đâu. Bây giờ con trễ giờ rồi. Thôi con đi nha ba mẹ. Chính thằng con đang trễ nè. Đúng rồi. Đã trễ thì mới dội. Không có trễ đâu có gì phải dội. Mà dội thì chắc chắn là trễ, đúng không? Thằng khùng. Trời ơi, con. Thiệt tình con với cái. Thiệt tình con với cái. Ông cũng vậy nữa. Hai cha con ông lề mề với nhau. Sắp trễ rồi kìa. Trễ. Thôi chết. Trễ rồi, tôi đi đây. Chị, sống nhà này ai cũng vội vội vàng vàng hết á. Không hiểu luôn. Chết cha, mình cũng trễ à. Cái ông này có mỗi việc hẹn đến trường chung mà lần nào cũng trễ. Chán thiệt. Em sắp trễ học rồi đúng không? Lên xe. Sao lần nào xuất hiện cũng tạo dáng, làm màu, slow motion các kiểu. Ông mấy mệt hả? Không. Ông không mệt nhưng mà tôi mệt. Ông biết Huy với tôi đang hẹn hò, sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Vậy thì em cứ mãi trễ với thằng Huy đi. Anh xin lỗi em nha. Anh hứa là lần sau anh sẽ không trễ giờ với em nữa đâu. Em tha lỗi cho anh nha. Ngày mai anh còn trễ hẹn một lần nữa là tụi mình đừng có hẹn hò gì nữa hết, nghe chưa? Anh biết rồi. Anh sẽ không trễ giờ với em nữa đâu. Anh hứa. Ê. Em quên quà cho đại ca. Mày không biết nhỏ, tao biết mày luôn rồi. Mày nói gì đó mà nhờ? Ở đâu? Ý em nói là đại ca không những vợ giỏ, đẹp trai mà còn ăn hại nữa. Cái gì? Không. Ý đó là đại ca không những vợ giỏ nè, đẹp trai, còn vô hại nữa. Đúng đó. Ở cái trường này ai không biết Phong này đẹp trai, hát hay, giỏi giỏi chứ. Cái đó cũng tùy. Mày nói gì đâu mày? Mày đừng nghĩ đẹp trai mà muốn nói gì nói nha. Không. Rồi đó là cái quái quỷ gì mày? Dạ, em đâu có làm gì đâu mày. Cậu định náo loạn học đường à? Dạ, em đâu dám. Không dám mà đứng kìa, ngồi xuống. Không, đứng lên đi. Đứng lên thì mới kêu ngồi xuống. Đứng lên điểm danh. Dạ. Chuyện hàng ngày mà không, không nhớ nè. Dân, em xin lỗi thầy. Xin trễ. Dạ, tại Huy mới trễ thầy, con xin tha lỗi. Sao vậy Huy? Sao lúc nào cũng trễ vậy? Dạ, tại vì em bị kẹt xe á thầy. Không có lý do gì đây cả, lần nào cũng vậy. Bởi rằng mà là thì là. Quá nhiều lý do rồi. Thôi,
ra khỏi lớp. Đi. Dạ. Trò có định làm cái quái quỷ gì vậy? Thầy kêu ra khỏi lớp. Tôi nói Huy, chứ không hề đả động chuyện nghi. Trò mới lần đầu có thể tha thứ được. Vào lớp không? Dạ cảm ơn thầy. Cậu, cậu đứng đó làm cái quái quỷ gì vậy? Ra lớp. Cười cái gì mà cười? Bộ vui lắm hả? Nói cho bà biết, anh họ của tôi đó theo đuổi tôi thì phải đối xử tốt với tôi, anh họ của tôi nữa. Hiểu chưa? Rồi, anh hiểu rồi. Em nói gì anh cũng nghe hết trơn á. Anh nói nè, anh không những đối xử tốt với Huy mà còn đối xử tốt với em nữa đó. Vậy hả? Gì vậy? Con mang đồ ăn sáng cho con chưa ăn sáng mà. May quá, con đang đói bụng nữa chứ. Ủa? Không có bánh tiêu thường ngày cô hay mua cho con hả? Hôm nay ăn bánh mì, không ăn bánh tiêu nữa. Trời, con cảm ơn cô. Cô thương con quá à. Coi con như con của cô mà. Dạ. Con đang làm gì mà mồ hôi dữ vậy? Trời ơi, con nói không có nhớ. Để con làm cho xong cái này cái đó. Là cái máy sửa cho khách chiều trả rồi mà còn chưa làm được cái đâu nữa. Thôi, vậy con làm nha. Dạ. Cô về nha. Bye bye cô. Rồi sao? Đấy là tới đâu mà mất tiêu rồi? Thôi nghi. Thương Nghi, đừng có giận anh nữa nha. Anh xin lỗi em rồi mà. Anh làm tôi mất mặt quá đi. Ngày mai tôi tự đi học, không cần anh đưa đón gì nữa. Thôi mà, đừng có giận anh nữa nha. Anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi nha. Hay mình đi ăn kem nha. Đi ăn kem nha. Đi xem phim nha anh Nhã. Cho anh 3 giây bỏ cái tay ra đó. Anh quên tôi là nhất đẳng quyền đai karate hả? Trời ơi, làm gì em khó khăn với anh quá vậy? Dù gì hai đứa mình cũng đang hẹn hò mà. Hẹn hò cái đầu anh. Ê da. Ai nói? Coi chừng tôi á. Ê mấy bạn biết Minh không? Biết. Minh nói với mình á là hôm nay Minh đang vui, cho nên là Minh sẽ chở bạn nào á mà leo lên xe của Minh đầu tiên đi coi phim đó. Xem kìa. Anh Minh ơi, em tới trước rồi nè. Dẫn em theo đi. Dẫn em đi nè, em tới trước rồi. Trước. Ê Nhã, em đứng lại. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Mấy cô đang làm gì vậy? Ra hết cho tôi. Bực mình. Ra. Làm như hay lắm chị đó. Mau lên. Rõ ràng lại Nhã thích mình mà cứ làm khó. Hay là Ai Nhã đang muốn thử thách mình? Đúng rồi, Ai Nhã nhất định em phải là của anh. Thương Nghi,
Kem nè, kem trái cây mẹ em thích, anh cho mấy. Anh đó thiệt tình, sao anh cứ đi học trễ hoài vậy? Anh phải bỏ cái tật ngủ nướng đi mới được, nghe chưa? Anh biết rồi, ngủ nướng là tật xấu. Anh hứa với em á là anh sẽ thay đổi mà. Anh hứa với em biết bao nhiêu chuyện rồi, toàn là hứa xong để đó mà. Nhưng mà lần này anh chắc chắn mà, anh sẽ không ngủ nướng nữa, anh sẽ không đi trễ như sáng hôm nay nữa. Thì còn lời hứa sẽ đi làm thêm kiếm tiền, sẽ học giỏi, sẽ sắp tư lập thì sao? Cái đó thì để từ từ, anh sẽ làm hết cho em thấy. Từ từ là khi nào? Ngay cả chuyện học bơi mà anh còn không dám, thì không biết anh dám làm chuyện gì không nữa. Cái chuyện học bơi thì từ từ, anh đã hứa làm hết tất cả mọi chuyện cho em thấy rồi, thì chuyện học bơi anh sẽ đi học nha. Không những anh học bơi mà anh học hết tất cả các kiểu bơi, như là bơi ếch, bơi ngửa nè, bơi bướm luôn, và bơi chó nữa. Được chưa? Thôi là phải làm nó nha. Mà chết với tôi. Nè, thôi ăn kem đi. Làm ơi, gì nói vậy? Tao nói mày nghe chuyện nha. Gì? Tao muốn đi học bơi. Bởi vì á, Thư Nghi cứ chê tao hoài à, nói tao không biết bơi. Mày nghĩ coi có nhục không? Bởi vậy thôi, đi đi, đúng rồi đó. Tao đồng ý. Chứ thời buổi này cái gì mà thằng con trai không biết bơi. Tao không hiểu nổi mày luôn. Giờ mày thử nghĩ coi, lỡ như Thư Nghi đang bơi cái bị chuột rút, rồi không biết sao mà nhảy xuống cứu được nữa. Ê, nói là mới nhớ, tao mới nghĩ ra cái điều này nè. Tự nhiên lỡ như Thư Nghi đang bơi bị như vậy đúng không, cái thằng Dương ở đâu nó nhảy xuống nó cứu Thư Nghi, rồi xong lúc đó Thư Nghi nó cảm mến mến thằng Dương, cái rồi nó theo Dương luôn. Mày biết rồi đó ha, nó bỏ mày cho mày chừa. Cái chuyện đi học bơi nó nhỏ như vậy mà tác hại nó không có nhỏ hả? Ừ. Không được rồi, tao không để chuyện này xảy ra đâu. Tao phải đăng ký đi học bơi liền. Đi đi. Mùa này thời tiết nóng đập lắm, Thư Nghi hay đi bơi. Ê mày, hình như thằng Dương nó cũng hay bơi chỗ của Thư Nghi bơi ấy nha. Rồi không biết có cái chuyện gì xảy ra không ta. Mày nói tao mới biết nha. Không được, tao phải đăng ký đi học bơi liền. Mà Lâm ơi, gì nữa? Tao nói mày nghe chuyện này nha. Tao hết tiền đăng ký đi học bơi rồi. Rồi sao? Thì cũng tại tao lo chơi, không lo học. Cái mẹ tao cắt tiền tiêu vặt của tao rồi. Bây giờ tao không có tiền để đăng ký. Cái chuyện đó là chuyện của mày, kệ mày chứ. Thì đó, quay với tao. Hay là mày cho tao mượn tiền nha, 200 thôi. Tao hứa tao sẽ trả cho mày mà. Nữa hả? Nha Lâm, tao không nhớ là mày thiếu tao bao nhiêu tiền luôn á. Tao nhớ được là cái số tiền mà mày trả tao chắc đếm như đầu ngón tay vậy nè. Mà chưa kể là mấy lần mày tính ăn quỵt tao nữa. Cho nên không có mượn gì hết. Ok. Bây giờ chẳng lẽ mày thấy tao vậy mày không giúp hả? Thấy bạn mày nhớ là mày không cứu hả? Không. Tao mày có phải là anh em tốt với nhau không vậy? Thôi được rồi, giúp tao đi mà. Tao cho mày mượn lần này nữa thôi nha. Mà mày nhớ phải trả đó. Nhất định tao sẽ trả cho mày, 100% sẽ trả cho mày. Hai trăm nè, cảm ơn mày nha. Kỳ này tao chắc chắn sẽ biết bơi, không để cho Thư Nghi với là Dương gặp nhau trong phòng bơi nữa đâu. Cảm ơn mày nha, người anh em tốt. Thôi tao đi nha.
xin mượn Lâm 200 ngàn. Không biết cộng tiền của mình lại có đủ không ta? Tiền của mình đâu hết rồi? Hay là nãy mình chạy giỏi quá rồi làm rớt ở đâu rồi? Trời, mình nhớ chưa ăn gì nữa, sao bụng quá. Sáng giờ đâu ai vô tiệm mình đâu. À, thằng Quỷ Huy chung ai hết trơn á. Được rồi, cái tật hậu đậu không bỏ hả con? Tao không có nói nè. Làm gì vô tao? Chết rồi nè, từ chiều giờ không có gì làm, không có gì chơi hết trơn. Mở TV cũng không có gì coi. Thấy mày buồn, tao thấy tội quá. Gì? Ê, tao hỏi mày nha, mày có biết Nintendo không? Nintendo hả? Ờ. Biết chứ sao không biết. Xưa tao chơi nhiều trò lắm. Mày biết chơi trò gì không? Nè, con tra nè, xích gạch nè, xe tăng nè. Hồi đó biết chơi không? Có, đó là chơi bóng 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 nè. Đã chơi chơi núng nữa. Mình chưa biết trò đàn ông cái gì. Nói giỡn với mày thôi, chứ là tất cả cái trò chơi trong Nintendo là tao biết hết luôn á. Ghê vậy. Ê, tao hỏi mày cái này nữa nha. Gì bây giờ mày có muốn chơi không? Đâu ra mà chơi nữa, giờ làm gì còn nữa. Thì bởi vậy á, tao mới hỏi mày á, mày muốn chơi không? Tao có cho mày chơi luôn á. Thiệt không? Thiệt. Ê. Ê. Ở đâu mày có vậy? Tao tìm tất cả các những trò chơi này lại trên mạng nè. Ôi. Tự nhiên mà đem ra là tao ghiền quá hả? Có quá trời trời chơi đánh nhau nè. Ờ. Ê, thằng gắn có chơi liền đi. Ờ, ok. Chơi đi. Được không vợ? Để nè. Ê, tao nhớ lại hồi xưa mình quá hả? Biết bao nhiêu tuổi thơ chàng già mày ơi. Chơi đi tao. Ủa đâu, 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 đâu. Mày chơi máy 1 ha, mày chơi máy 2. Thế giờ chơi trò gì trước vậy? Tiền đi, bây giờ ta cũng không nhớ. Thì con tra đi. Ê, cái băng này hình như là có 6 mấy trò luôn á. Thì con tra trước đi. Ok. Nè, bây giờ mày phải nhảy lên. Ok. Thấy không? Đó. Nè. Rồi, ta vô rồi đó. Trời bắt gì? Tên tên. Ê. Mày thấy mày, mày thấy mày. Dạ. Ê, con ngày mai thi triết mà. Sao giờ con còn chơi game?
Dạ, con biết rồi. Tắt ngay, mẹ vô là chết hết hai đứa đó. Dạ, con biết rồi. Ông biết Huy với tôi đang hẹn hò, sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Huy với tôi đang hẹn hò, Huy với tôi đang hẹn hò, đang hẹn hò, sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Mình thật ngốc, ngốc hơn cả thằng Huy nữa. Rõ ràng Thư Nghi và thằng Huy đang hẹn hò với nhau mà. Thôi kệ đi, cứ ngốc đi, biết đâu bất ngờ. Là tin nhắn của Du, ông này ngủ đêm rồi nhắn tin cho mình. Lạc nhiên quan tâm lắm, ai cần. Sao lâu quá mà không nhắn lại ta? Hay là Thư Nghi ngủ rồi? Không, không có đâu. Thư Nghi rất là siêng học, giờ này chắc Thư Nghi chưa ngủ đâu. Vậy là không có bất ngờ rồi. Người ta quan tâm mà làm như con nít không bằng, hơn thua 3 cái điểm số à. Giờ này là đang ngủ rồi. Thật là ngốc quá đi. Mày biết ăn với ngủ. Trời ơi, đã quá mày ơi. Lâu rồi tao mới được chơi đã vậy á. Giống như trở về tuổi thơ vậy. Đúng rồi, giống như nguyên cái tuổi thơ. Ôi giời, hai đứa mình vậy. Ừ. Mà chơi đã thiệt ha. Ngủ quá. Ê, gì được mày ơi, chết tao rồi. Sao chết? Tao chưa học bài môn triết mà ngày mai lại thi nữa. Chết rồi, tao quên. Trời ơi, tưởng cái gì. Cái thứ mày á, cho dù không chơi mày cũng học hành ra cái gì đâu. Ốc trâu mày mà, lo gì. Mày cứ chọc tao hoài à. Bây giờ làm sao đây? Tao không còn cách nào nữa. Bây giờ khuya nữa. Ôi, tao chưa học bài, Lâm ơi. Mày giúp tao đi, có cách nào không vậy? Thôi được rồi,
Đợi tao chút. Tên tên. Ủa, cái gì vậy? Cái này cái đây là nào? Cái quạt tao mới vừa sáng chế ra. Ờ, cái quạt. Đúng. Sao vậy? Cái này tao giống ngu quá trở hả? Ngu cái đầu mày. Nhà mày có xài không? Nói sao? Mày nói tao nghe đi. Nói chung á, cái quạt này á là được sáng tạo dựa trên hiệu ứng của cánh bướm. Mày hiểu không? Ờ, nhưng mà nó có giúp tao thông minh không vậy? Thông cái đầu mày chứ không? Mà mày nói tiếp đi. Nghe tao giải thích nè. Ờ. Mày có hiểu hiệu ứng cánh bướm không? Không. Ờ, nhìn mặt mày ngu là biết rồi. Chứ chùa hỏi cũng vậy à. Đại loại nó là vậy nè. Dựa trên vào hiệu ứng cánh bướm. Khi những con bướm đập cánh, có thể tạo ra một cơn lốc to. Chính vì thế, tao đã sáng tạo dựa trên hiệu ứng này ra cái quạt này. Không hiểu luôn hả? Phức tạp quá. Thôi, nó túm lại á là nó có thể giúp tao qua khỏi một chiếc hậu không? Nói chung có đại loại là vậy. Mai mày lên trường mày cầm cái quạt này ha. Mày trước trường nè, cái này mở lên. Đó, mở lên nè, mở nắp này nè. Đó, mở lên. Đó, nguyên cái trường bay mất tiêu luôn. Ủa vậy hả? Ừ. Bay biết nguyên cái trường luôn? Ừ. Ê, nếu như vậy thì tao đâu nhất thiết phải đi học đâu đúng không? Đúng rồi. Ê, nhưng mà không được. Nếu mà bay đi mất, rồi mấy đứa học sinh nó ở đâu? Thì mấy đứa sinh viên đi theo cái trường chứ sao? Mà cái trường mày bay đâu thì tao không biết. Ờ. Qua châu Âu, châu Phi hay châu gì đó. Ai biết? Ê, nếu vậy không có được đâu. Nếu vậy thì tội tụi nó lắm. Thôi, mày có cách khác không? Mày giúp tao đi, chứ cách này tao thấy không ổn rồi đó. Hiểu cánh bướm gì tao không hiểu lắm. Cách khác hả? Ừ. Nhiều chuyện quá, để tao suy nghĩ. Có rồi, đợi tao một chút xíu. Ồ. Đây. Cái gì vậy? Đèn pin xóa ký ức. Đèn pin xóa ký ức. Ngày mai nếu mày không muốn thi nữa thì mày chỉ cần lấy cái đèn này rọi thẳng vào thầy giáo của mày. Như vậy thầy mày sẽ mất trí nhớ. Từ đó mày không cần phải thi gì nữa. Cái này rọi vào người ta thì người ta sẽ không nhớ gì hết. Ê, thôi, tao trả mày nè. Cái này không được đâu. Tao làm vậy thấy ác quá à. Với lại xóa ký ức của người ta, tao thấy tội lắm. Thôi, tao không làm được đâu. Mày suy nghĩ cách khác đi. Tùy mày. Ác hay không ác thì kệ mày. Mệt lắm, hết cách rồi xin ngủ. Thôi, mệt lắm. Hết cách rồi, ngủ. Lắm. Ngủ. Lâm ơi là Lâm, mày thấy bạn bạn như vậy mày không cứu hả? Lâm. Lâm. Trời ơi, để tao ngủ là có nhay nữa. Giúp tao lần đi. Ngày mai tao thi môn triết rồi đó. Tao mà đứng cuối lớp á là Thư Nghi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Là Thư Nghi không nhìn mặt tao á. Tao phải để Thư Nghi. Kiểu gì mày không hiểu sao mà Thư Nghi chịu quen với mày luôn á. Đợi tao xíu đi. Tao phải để Thư Nghi hãnh diện về tao, mày cũng biết mà. Tao không thể nào đứng cuối lớp được. Nè. Bánh mì. Ừ. Là cái gì vậy? Cái bánh mì này là cũng mới chế ra đó. Đại loại là vậy nè. Mày chỉ cần lấy một cái bánh mì này. Mày ịnh vào trong sách. Sách nào mà ngày mai mày thi, mày ịnh vô mày ăn. Từ đó mày sẽ thuộc hết tất cả mọi thứ được in ở trong đó. Hiểu chưa? À, tao hiểu rồi. Giống như là mình ăn những cái chữ mà trong cái sách đó vô miệng mình gì đó. Nè, thử đi. Cái sách là thử đi. Ok. Tao sẽ thử bài đầu tiên của môn triết. Ừ, như thế nào? Đó, anh. Đó. Ê, nó giật kìa. Mày làm cho có điện ở trong đó vậy á, đồ ăn luôn rồi. Tao nói giỡn á. Nhưng mà để tao thử nha. Ăn hết. Hết luôn hả? Phải ăn hết thì mới nhớ được hết chữ trong đó chứ. Rồi sao nhớ chưa, nhớ chưa? Ăn hết đi, nhanh lên, nhanh lên. Cũng nôn chờ đợi. Cái có vả quá. Có cảm giác như là có gì đó chạy con nhỏ tao vậy. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nó yên như vậy. Ủa sao nữa? Sao nữa? Thôi, nhớ chưa? Nhớ chưa?
Chữ nó chạy trong đầu ra á. Đúng rồi đó. Ê, hình như tao nhớ bài rồi á. Rồi sao nữa? Đọc bài cho tao biết coi. Đọc đi, đọc đi. Dạ. Để tao viết coi. Bây giờ mày đọc đi, tao vào bài cho nè. Ok, tao vào bài cho nha. Ừ. À, triết học là bộ môn nghiên cứu về vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan. Thì nói gì đó? Vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ. Ê, nghe chưa? Hình như tao thuộc hết rồi đó. Đúng hết rồi mày ơi. Gì đó? Ê, vậy thôi, bây giờ mày ăn từ từ tiếp rồi nha, tao đi ngủ. Ê, cảm ơn mày nha. Ừ, tao sẽ cố gắng ăn hết trống bánh này và học hầu hết bài. Ừ, ngủ trước đi. Bài 1, bài 2. Thương Nghi, Thương Nghi, em cho anh mượn tập được không? Tại vì anh học hết bài môn triết rồi, với lại anh muốn điểm kỳ này môn triết học anh phải xuất sắc hơn, nên em cho anh mượn tập để anh dò bài lại nha. Học một bài chứ sao? Xuất sắc hơn. Tất nhiên rồi. Mượn tập em. Thôi mệt quá nha, em không tin anh hả? Anh đã cố gắng và anh quyết định kỳ này anh phải đứng đầu lớp môn triết học mới được. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Tôi đang nghe những âm thanh gì vậy nè? Phi lý, hết sức phi lý. Thư Nghi! Hả? Em bị làm sao vậy? Bộ em không tin anh hả? Em có biết làm như vậy là làm tổn thương đến trái tim của anh không vậy? Anh đã cố gắng ngày đêm học bài, chỉ muốn đứng đầu lớp môn triết học thôi. Em làm như vậy á là xem thường anh quá đi. Được rồi, em xin lỗi. Nhưng mà anh nói đứng đầu môn triết là phải thật đó nha. Đừng có lừa dối em đó. Anh biết rồi. Nè, nhìn vô mắt anh đi. Em có tin anh không? Ừ, tin. Tin thì cho tao mượn tập đi. Ủa là phải làm đó nha. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng kỳ này sẽ đứng đầu lớp môn triết học cho em xem. Thôi anh đi nha. Kỳ này nhất định mình sẽ làm cho Thư Nghi để mình hết cỡ. Và thằng Dương nữa, tao sẽ cho mày biết thế nào là sự thông minh của tao. Ê Huy. Ủa? Mày làm gì ăn như bị bỏ đói vậy? Ba cái bánh mì này ngán chết đi được á. Ờ thì tao biết ngán, nhưng mà tao phải cố gắng để lần này tao đứng đầu lớp môn triết học mới được. Hả? Có liên quan quá ha. Nói như mày, nếu mà ăn bánh mì mà học giỏi thì đại ca của tao đã nắm chùm cái trường này rồi. Cái gì? Ý mày nói tao ăn tạp đó hả? Đâu, cái này em không có nói, đại ca nói. Coi chừng tao đó. Còn Huy, mày nói mày đứng đầu buôn chiếc là ý gì?
Ờ, thì đứng đầu là đứng đầu, chứ làm sao đâu. Cái gì? Thằng ham chơi như mày mà cũng đòi đứng đầu lớp nữa hả? Được, kỳ này mày mà đứng đầu môn chiến, tao sẽ bao mày một chậu karaoke để động viên sinh viên đần được khó. Tụi bay nhớ nói nha, lần này tao sẽ cho tụi bay sáng mắt ra. Vậy còn nếu nó không làm được thì sao đại ca? Thì nó mềm mình với tao chứ sao nữa. Đi, để cho sinh viên đần tập trung vượt khó đi. Cố gắng nha. Bye em. Chào các bạn, ngồi xuống đi. Hôm nay là chúng ta thi chính, các bạn cố gắng làm bài cho thật tốt nha. Ủa, trò Huy đâu rồi? Lại đọc trễ đúng không? Dạ, Huy đến từ sớm rồi thầy. Lúc nãy còn bọn tập em đã xem bài nữa đó thầy. Đúng không? Dạ đúng rồi đó thầy. Hồi nãy em thấy Huy nó xem bài dưới sân á. Chắc là xem mãi miết quá cho nên là nó quên lên lớp luôn. Thật vậy à? Xin lỗi thầy, em vô trễ. Lúc nào cũng gấp gáp hết ha. Là tôi hết hồn hoài. Thôi được rồi, hồi nãy tôi cũng nghe mấy bạn nói về trò rồi ha. Cố cố gắng. Các bạn nữa, phải noi gương học tập cố gắng không ngừng nghỉ của Huy. Rõ chưa? Dạ. Vô lớp chuẩn bị giờ thi. Nét. Trời ơi, thằng này làm gì ngồi đây ngủ trời. Đừng nói làm bài sướng quá rồi làm đây ngủ luôn nha. Huy, Huy, làm gì ngồi đây ngủ vậy? Huy, Huy. Ơi. Cái mặt mày bị gì vậy? Con ngồi vô đây tao coi coi. Đúng ra coi. Tại mày hết á. Tao ra ông nhỏ này là tại mày á. Tại mấy cái bánh của mày á. Mày có biết á, là tao ăn nó rồi tao không có nhớ gì không hả? Thầy chửi tao nè. Rồi á, thư nghi á, giận tao luôn rồi. Còn những giúp đồng này á, là tụi thằng Phong với thằng Minh á, nó làm tao ông nhỏ vậy nè. Lần này tao phải giết mày mới được. Ê! Sao vậy được? Rõ ràng hôm qua mày thử nghiệm rất là hiệu quả mà. Mày nhớ là hôm qua mày thuộc hết tất cả các bài không? Mà hồi sáng giờ mày có làm gì khác không vậy? Tao có một bài tập của Thư Nghi. Rồi tao lấy bánh mì để tao học thêm bài cho nó nhớ. Rồi sao nữa? Rồi tao ăn nhiều quá, tao đau bụng, tao chạy vô toilet. Trời ơi, đúng rồi. Mày đi vô trong toilet là mày xả nó hết trơn rồi còn gì nữa đâu mày học bài với nhớ. Tại sao mày thi được? Trời ơi, sợ luôn á. Vậy cũng được luôn hả? Tại sao mày không nói đâu chứ? Thằng này á, cũng tại mày hết á. Có bài với mày luôn á. Tao phải giết mày mới được. Ôi, đi đây, đi ra, đi ra.
chiều hôm ấy mình anh ngồi đây với những đông đầy, mình suy về yêu thương của đôi mình, những tháng ngày qua sao cứ mà trôi vội. Và ngày hôm nay nhìn mưa nhẹ rơi buốt tâm tư này, lòng anh chơi với nỗi nhớ em nhiều, xa nhà mình đứng xa nhau. Từng dòng ký ức cứ buông lơi theo từng nỗi nhớ, cứ cho anh ở giữa những nỗi đau. Và lời yêu ấy anh chờ mãi trong cơn mưa này. Có lẽ em đã mãi xa rồi, và nếu anh chờ em có về lại đây, sẽ những ngày hôm đó